Dạ, em xin chào tất cả các anh thủ ạ. À, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em, video số 565 ngày 3 tháng 4 nha. Rồi, hôm nay đầu tuần thì em chúc các anh luôn rực rỡ, và hôm nay em xin phép lên mấy câu. Mấy câu của em hôm nay là sẽ có mấy ngang câu luôn nè, mấy bè, mấy biển, có một con máy to luôn. Con đó thì nó đang cứng, em cũng mấy nói chung mấy biển thì em về thì em không có bảo dưỡng được rồi. Anh về bảo dưỡng giúp em. Đó, con máy to đó nha. Và giá bảo dưỡng cho các anh luôn. Và ở đây thì em sẽ có là mấy câu nhỏ nè, máy size 500 cho các anh câu tôm, máy 1000 nè, anh câu rô câu bè. Đấy, 1000, 4000, 3000, máy to nữa, hôm nay có mấy con máy to luôn nè, đấy, một dòng máy to đây nè. Đó. Và có cối nong nhá, cối nong mua bình tĩnh cho mình. Rồi. Máy thì đều là máy Nhật bãi hết thôi. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi máy là 30.000. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh, hoặc một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước thì em sẽ bao ship nhé. Rồi, hôm nay thì trừ có mấy bè thôi, trừ có mấy bè thôi nhé. Rồi, đầu tiên là một con máy ngang câu lua này, ngang câu lua. Con này thì thuộc hãng Suzumi, con này cho các anh tập câu lua, đánh lua lóc á nhá. Ngoại hình lua nó sáng cũng còn sáng, có vài điểm nó chạy sơn tí nhẹ nhẹ đây thôi. Máy thuộc bạn Kodia xuất nhập. Vòng tua máy thì trên 5 chấm cho mình. Có nấm spool, nấm hạm đầy đủ. Đây, cái nút này là cái nút xả cước cho mình nè. Đấy, xả cước nhá. Đấy, quay ok, nhẹ. Và ở đây nút tự bật luôn. Nó có hai chế độ nhá. Cái này tự bật nè. Cái anh đè nó cứng cứng á, là nó tự xả, là cái anh nhả ra là nó ngừng. Nó khỏi cần dùng tay. Còn này bật lên để dùng tay. Rồi, lăn chi cước chạy đều đầy đủ luôn nha. Máy này máy tay phải ạ. À. Máy câu lua máy ngang tay phải, mã số 1 giá 250.000, con này của Hàn Quốc nha, mã số 1 giá 250. Số 2 là một con member S603C. Con này là thuộc một con máy dạng câu biển, câu dít nè. Đấy, các anh ngồi câu bè cũng được. Con này nó có cái đồng hồ để đo cước nha, đo mình thu nè. Đấy. Đấy. Ở đây nè, cái núm hạm của nó nè, rất là gọn ở bên trong luôn. Thì con này các anh về thêm dầu giúp em. Nè, ngoại hình các anh nhìn đây. Đẹp rồi nhá. Đây là một con member của Sina này. Sina và thuộc bản Kodia xuất nhập nhá. Đấy, con máy này có thông số đầy đủ. Và vòng tua là 4.1 cho mình rồi. Đấy, 2 chiều đây, đầy đủ luôn. Có 2 chiều và có nút xả nha. Đây nút xả. Nó để lâu nó khô dầu á, nó hơi cứng nè. Quay ok hết, tất cả ok, lăn chi cước chạy đều luôn. Đấy. Rồi, mã số là 2, giá là 200.000. Mã số 2 giá 200k nha. Con máy này carbon, nó nhẹ. Tiếp theo là máy đứng. Mã số 3 là một con Daiwa nội địa Nhật luôn nha, đến từ Japan. Daiwa Spinter, size 2000 nha, size được 2000. Cước máy số 2 150, 3 100, 4 là 75, mô bin 6, người gà keo. Toàn thân máy carbon, tay quay kim loại. Tay quay kim loại nha. Gạt cứng tốt nè. Rồi, lăn cứng nó có tình trạng như vậy. Mời các anh xem nha. Đó, nó bám mấy cái cứng cứng nè. Đấy. Đấy, nói chung là chính giữa nó còn mượt nha. Mình vệ sinh đó. Vệ sinh đất ở trong đây nè. Đấy, mấy con này về sau em báo bán vậy luôn. Em không có tháo luôn. Đấy, ốc em không tháo. Không tháo ra làm luôn. Và máy nội đi Nhật, tay quay trái phải nha, một chiều chốt chặn nè, hai chiều nè, máy này nó chạy ok cho mình nha, chạy ok, hai chiều nè, hơi cứng nha, đấy, và giá của nó cũng tốt luôn, số 3, 220, mã số 3 giá 220, cho mình bảo dưỡng nha, đây đây qua Nhật, rồi, số 4 nè, rồi, con này tốt nha, con này Olympic VX800, Super Challenger, và bạn cô, con này Olympic VS này thì thuộc bản China xuất nhập nha. Rồi. Số cước máy số 3 150, 4 100, 5 là 80, sai thực là tầm 3.000. Mô bin sống. Gạt cước đây, nhảy tốt nè. Bên trên có nấm tem chữ Olympic, lăn cước còn mượt, còn sáng. Tay quay đổi được trái phải, tay quay. Đấy. Một chiều chốt chặn đây. Máy này quay nhẹ mượt rồi nhá, quay nhẹ mượt, tất cả cấu tạo thì ok hết đây. Rồi. À,
tất cả hoạt động trơn tru nha. Mã số là 4, giá là 180.000. Mã số 4 giá 180. Số 5 ạ. Số 5 là một con Japan luôn, Ryobi của Nhật nhá. Đấy, con này là một con Ryobi carbon nắc 100. Thì carbon nắc đấy, carbon nắc nhá, là toàn thắng carbon luôn. Số cứ của máy đây. Số 2 106, số 3 120, số 4 là 90m mô bin 6. Cạc cước thì tốt rồi nhá. Đăng cước mượt bóng này. Tay quay đủ được trái phải. Một chiếc chốt chặn đây. Đấy, ok nhá. Hai chiều. Đấy, rồi, mã số là 5, giá con này là 200k nhá. Rồi, mã số 5, giá con này là 200 nhá. Mã số 5 giá 200.000. Số 6 là một con FT35. Con này của hãng Silstar, bản Kodia xuất Nhật, tay quay trái phải, mô bin sống được gà keo. Vòng tua máy khá cao nè, 4.6 nha. Và số cước số 2 107, 3 là 120, 4 là 10, 100 nha, 4 100. Đấy. Cạc cước đây, tốt nè. Đăng cước sáng bóng, tay quay đổi trái phải. Sai máy là 3.000 nha. Con này sai thực 3.000. Máy quay nhẹ mượt luôn. Thuộc hãng Silstar nhé, Silstar, bản Kodia xuất Nhật. Con này vòng tua cũng cao, mã số là 6, giá là 170.000, mã số 6 giá 170. Có thể làm câu đánh lua được nè. Số 7 là một con Ryobi Carbon Nắc, con này thuộc bản Đài Loan, toàn thắng Carbon luôn, cũng thuộc bản Đài Loan nhé. Con này Ryobi, dòng Carbon Nắc 2 và vòng tua ratio là 3.9, số cước đây. Số 3 200, số 2 là 300 này, số 4 là 106 nha. Đẹp trước tốt. Con này sai tầm là 3 đến 4.000, nó tầm 3.500 á các anh nha. Đăng cước sáng đẹp. Đấy, ngoại hình cũng sáng nữa. Con này ok. Một chiều chốt chặn này. Hai chiều. Mấy cái này hoạt động tốt hết nha. Con này là hoạt động tốt hết rồi. Ok. Mã số là 7, giá là 220. Mã số 7 giá 220.000 ạ. Mã số 8 là một con tay quay bên phải nha. Con này AC30, bản Đài Loan xuất Nhật. Size thực cũng tầm bằng con kia nè. Nó hơn con kia tí xíu nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Tầm là 3-4.000 luôn. Tay quay đổi trái phải. À, một tay bên phải. Và mô bin sống. Mô bin sống nha. Thì con này thì số cước của máy là số 3 là 209, số 4 là 210, số 5 là 160. Đặt cước đây. Thì nó sẽ quay ngược lại nha. Lần cước sáng đẹp. Đấy, nó bên này nó khác mấy con đội trái phải. Bởi vì nó chỉ có một bên thôi. Nó vặn câu bình thường. Vặn chốt chặn đầy đủ hết. Duy nhất một bên phải, anh nào thuận tay phải thì mình mới lấy nha. Thân máy là mặt hợp kim ạ. Thân máy hợp kim. Lạnh đó. Con này mã số 8 giá là 200.000. Mã số 8 giá 200k. Số 9 ạ. Số 9 là một con AC20. Con này size bé hơn. Con này size 3.000. Con kia 3-4. Con này 3.000 thôi. AC20 máy nội địa Nhật Bản. Đây, Japan nha. Thì vòng tua của số cước của máy đây. Số 2 là 209. Số 3 200. Số 4 là 130. Còn vòng tua của nó thì tầm 3.9 nha, 4 chấm cho mình rồi. Tay quay một bên phải, tay quay xích cốt, canh quay ngược lại thì nó sẽ, đây, cầm im cối quay ngược lại thì nó sẽ lỏng tay nha. Cước tốt nè. Đăng cước sáng bóng luôn, con này rất sáng rồi nha, ngoại hình rất sáng. Máy Nhật luôn nha, thân hợp kim cối carbon. Tay quay thì kim loại rồi. Đấy, hai chiều này. Mã số là 9, giá là 200k. Con này mã số 9 giá 200.000. Size 3.000 nha. Thì em sẽ báo size cho các anh biết rõ cái size thực của máy. Bởi vì lên trên video em để gần nó rất nó to nha. Để xa nó cũng giống nhau mà. Rồi con tiếp theo một con size nhỏ nè. Con này size bé thôi cho các anh câu tôm. Đánh cả rô đồ nha. Rô giết nè. Con này Olympic ạ. Olympic CTX chạy bạch đạn. Cối hợp kim thân carbon. Size nó tầm 700 cho mày.
đăng cước sáng bóng. Đấy. Đăng cước sáng mượt nha. Mượt. Tay quay trái phải. Tay quay kim loại luôn nè. Tay quay nó hơi xấu tí. Không sao. Chịu chút chặn đây. Tay cầm nó có chút xíu à. À. Tay cầm có chút xíu thôi. Nhỏ thôi. Máy chạy mượt rồi nha. Máy này nó quay ok. Chạy bạch đạn và không bị xào. Máy không xào. Đây. Rồi. Con này mã số là 10, giá là 190.000. Mã số 10 giá 190. Máy nhỏ này nhá, quay tốt luôn. Tốt nữa. Côn thì keo nè, đấy đời đất nè. Rồi mã 11. Là một con Shimano Holiday Spin 3000, size thực 3000. Cước của nó 2220 3150, 4 là 100m. Bạn Malaysia xuất Nhật nhá. Con này Malaysia. Tay quay trái phải toàn thân carbon. Ô bin sống. Dạ cước tốt. Lăng cước này. Ok. Cũng còn mượt các anh nhá. Đây, nó có mảng bám nó dính dính tí xíu. Tay quay trái phải được. Một chiều chốt chặn đây. Đấy, quay mượt luôn các anh nhá. Hai chiều nè. Ok. Rồi, mã số là 11, giá máy là 320 ạ. Con này mã 11 giá 320. Shimano thân toàn thân là carbon, tay quay kim loại. Mã 12 là một con Daiwa. Daiwa Bluesuit Hacker 3500. Cước máy 4 là 200, 5 là 120, cối hợp kim, tay quay trái phải. Con này size tầm 4-5.000 ca nhá. Một bên sóng lưỡi cà keo nè. Cối là hợp kim nha, cối của máy hợp kim nè. Đấy, ở đây nó hơi thiếu dầu cả nha, hơi thiếu dầu tí. Đấy. Rồi, lăng cước thì mượt rồi, tay quay trái phải nha. Con này ngoại hình nó cũng có sức một ít nè. Một chiều chốt chặn đây. Con này thuộc hạng Daiwa. Đấy. Rồi, hai chiều. Rồi, máy vẫn còn hoạt động được, ok, vẫn về câu bình thường nhé. Mã số là 12, giá là 220. Mã 12 giá 220.000. Đấy. Mã 13. 13 là một con Daiwa Spinter Max. Con này thuộc bản Đài Loan xuất Nhật, size thực 4.000. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Số cước số 4 203, số 5 108, 6 là 150. Gạt cước tốt nè. Đăng cước này nó có tình trạng như vậy, các anh về các anh đánh về dùng luôn nhá, về dùng ok luôn, nó chóc cái nước sơn của nó thôi. Tay quay đổi trái phải, tay quay kim loại luôn. Thân máy là carbon. Và con này thì hoạt động rất tốt, bởi vì máy nó quay nhẹ nè. Đấy, em cho các anh xem. Đấy. Rồi, mã số 13, giá là 230k. Mã 13 giá 230, Daiwa nha. 14 là một con Shimano Holiday Spin 2000. Con này cước 3 vào được 100 nha. Bạn Malaysia xuất Nhật luôn. Ngoại hình nè. Đấy. Tay quay đổi được trái phải và mô bin sống. Côn nó chạy nè. Đấy, cước đây. Tốt nè. Lăng cước đây. Có tình trạng vậy. Ở đây còn mượt nha, còn mượt, nói chung vệ sinh thôi nha. Tay quay đổi trái phải. Một chiều chốt chặn nè. Con này ngon luôn, nó ngon hơn cái con 3000 kia luôn nha. Đấy. Không quan trọng ngoài hình thì mình cứ lấy thôi nha. Đấy. Này quay tốt lắm. Mã số là 14, giá là 270k. Mã 14 giá 270. Mã 15 là một con Kodia xuất Nhật nè. Con này size 4000. Một con Super 1000 Jasper Spin và size 4000 nha, size thực 4000. Cước máy 3 là 220, 4 là 165, 5 là 125, cối hợp kim. Bộ pin sống. Bên trên keo luôn nè. Cạc cước thì tốt rồi. Lăng cước bóng sáng. Tay quay độ trái phải nha. Thắng máy carbon, tay quay kim loại, tay cầm đấm gỗ luôn.
Đấy. Cái nút này của nó nhẹ nè. Cái nút này nó nhẹ nha. Nó bật nhẹ lắm. Và nó quay được luôn. Đấy. Nó dùng được nha. Bạn dùng được. Này, đấy. Rồi. Mã số 15 giá 250. Mã 15 giá 250.000. 16 là một con to nè. Con size 6.000 của hãng Diamond. Diamond Tracker 5. Đấy. Chạy bạch đạn luôn nha. Đầy đủ tem mắt nè, thân carbon cối hợp cối carbon, tay quay kim loại. Con này thuộc bạn Kodia xuất nhập. Ngô biên sống. Vòng tua cao luôn, 4.8. Số cước 8204 12190 12160. Gạt cước tốt. Đấy, quá ok rồi, đăng cước sáng đẹp nè. Đấy, canh lấy con này về đánh ngâm lăn xe ok nha. Đấy, quay rất mượt. Rồi con này thì nó có tiếng xào nha. Nó có tiếng xào thôi, bình thường thôi. Quay vào dây đều, đẹp cho con máy. Các anh không thích thì các anh cứ việc thay bạch đạn nha. Rồi, mã số 16 giá 270 luôn. Mã 16 giá 270k. Nó để lâu quá nha. Nè, đấy, ngoại hình rất là ok. Mười bảy là một con Atlas thuộc bảng Bangladesh nè. Con này chạy bạch đạn luôn, size to 67.000 nè. Đấy, tay quay trái phải toàn thân carbon, lăn cước chắc sáng luôn. Con này các anh mà đi đánh bạc bãi biển thì chắc ok nha. Và tay quay kim loại, tay quay máy là bằng kim loại luôn, hai chiều. Đấy, máy quay mượt mà. Mã số là 17 giá 320.000. Con này mã 17 giá 320. Rồi 18 là một con khác nữa. Con này size cũng tầm 6.000 luôn. Đây một con Powercaster GV5000. Số cước 5203, 6 là 200. Bản Korea xuất Nhật, thân hợp thân carbon cối hợp kim. Vòng tua máy là 3.8 nha. 3.8. Gạt cước đây, tốt. Lăn cước mượt luôn rồi, màu đen nha, đen bóng. Tay quay trái phải, chạy bạch đạn luôn. Một chiều chốt chặn đây. Rồi, máy quay hiệu quả rồi nha. Máy quay nhẹ. Hai chiều này. Máy này vẫn còn hoạt động bình thường. Bên dưới đây nè, có một phần cái đế của nó. Đấy, đế của nó là nó sẽ có cái ốp, cái đế dạng đế ốp nhựa, nó ốp vào đây cho ngoại hình nó đẹp lên. Nó bị nứt bẹ đây tí nè, bị rớt. Mã số là 18 giá 330. Con này mã 18 giá 330.000. Rồi con tiếp theo ạ, một con Atlas nha. Atlas sai thực là tầm là 7.000 luôn. Và con này hạng Olympic nha, Olympic thuộc bảng Bangladesh luôn. Con này thì số cước của máy số 4 là 340, 5 là 240, 6 là 200m. Và tay quay có thể đổi trái phải, toàn thân là carbon nha, toàn thân carbon. Gạt cước nè, đấy, tốt cho mình. Đây, lăn cước đây, đấy, nó cụ theo 5 tháng thôi. Và nó chạy mượt nha, ở đây là cái đường bóng lượng. Ở bên má dính bụi thôi, không phải là cái đường viền gì hết. Đây em mời các anh xem xét, không có phải bị cứa, nó bóng bóng nhìn nó giống cứa thôi. Tay quay độ trái phải, tay quay kim loại và tay cầm đây rất êm. Tay cầm êm nhé, em dạng em nhựa nhựa. Máy chạy thì quá ok. Đấy, nó có tiếng rê của máy. Và con này không bị xào nhá, tay quay này thêm dầu vô là được. Rồi, mã số 19 giá 270.000. Con này mã 19 giá 270. Mô pin sống ra nha, mô pin sống. Mã 20 là một con mô pin tĩnh nè. Con này cối nông và mô pin chết nha. Đây, Ryob thuộc bạn China xuất nhập. Ryob SS Pro Sky đây. Pro Sky nè, Note SS nha. Con này thì số cước của máy đây,
số 4 là 250, số 5 200, số 6 là 150m. Bên trên nè, máy này to, size to, đang cướp được luôn rồi. Máy to nha. Tay quay đổi được trái phải, một chiều chốt chặn nè. Máy này to, nó tầm là 80.000 đó nha. Đấy. Nó quay nó có tình trạng như vậy, mà các xem, đấy. Đấy. Và cái ở đây nè, cái gạt của nó gạt 2 chiều á, nó bị quẹt cậy rồi nha. Tay quay trái phải. Rồi, ok, máy to, mã số 20, giá 250.000. Mà 20 giá 250 cho con này. Đấy. Giá theo tình trạng máy luôn các anh nha. Rồi tiếp đến là một con Power Leader nha. Power Leader này thuộc bảng Đài Loan xuất Nhật. Và con này máy to lắm các anh nha. Máy to, máy của nó size tầm là 10-12.000 á. Và nó chạy đến là 3 bạch đạn. Vòng tua của máy là 4.2. Vòng con này vòng tua 4.2 và số cước của máy thì số 10 vào được tầm 170 nè. Số 14 vào được 130. Đấy, cối hợp kim thăng carbon. Đấy, cối hợp kim nha. Mô bin là mô bin sống rồi. Đấy, mô bin sống nè. Kẹt cước đây, còn tốt. Con này dài to lắm các anh nha, dài to. Lăn cước còn mượt luôn, ok nha. Đấy, lăn cước bên trong còn mượt. Tay quay đổi được trái phải. Tay quay máy kim loại, tay cầm núm gỗ. Ở đây về mình sơn lại là được rồi nha. Này ngồi, nước sơn máy của nó còn đẹp, tốt nè. Nước sơn máy thì nó tốt nè. Cối là cối màu vàng gold. Đấy, nhìn nó sang trọng lắm nha. Sang trọng. Ok. Con này quay mượt và không bị xào. Đây máy to, máy carbon và nó sẽ nhẹ hơn nha. Mã số 21 giá là 500 ạ. Con này mã 21 giá 500.000. 22 máy to luôn. Con này size tầm 8-10.000 nè. Con này tầm 10.000 rồi. Đây DOB Capo Spark. Capo Spark EX nè. Chạy bạch đạn nha. Con này thì hàng nội địa Nhật luôn rồi. Hàng nội địa Nhật. Mô bin sống. Tự gà kêu. Con này thì số cước số 7 207, số 8 202, số 10 là 180. Đạt cước tốt. Lăn cước còn mượt bóng đẹp, tay quay trái phải. Toàn thân carbon nhá, nên tay quay cũng sẽ là carbon luôn. Quay lên xuống là ok rồi nha. Còn mình muốn nó mượt hơn thì mình về mình lại bảo dưỡng thêm dầu thôi. Nói chung là quay nhẹ là được nha. Máy to mà. Máy to thì nó khó khó mà quay nhả ra, mình quay mình đâu có nhả ra đâu, mình chỉ cần quay mượt là được, quay nhẹ là được. Rồi, ok. Con này mã 22 giá 600. 22 giá 600.000. Ryobi. Và con này thì có bạch đạn mà smooth the duck này. Hai mươi ba là một con đớt Shimano 20 máy nhôm nhá, máy nhôm, máy kim loại, mô bin sống, cối hợp cối cối nhựa mụ nè. Và con này cối là cối zin luôn, chính hãng nhá. Cước tốt, lăn cước nè, còn mượt bóng, tay quay trái phải. Size máy là size 4.000 nè, con này size tầm 4-5.000. Rồi máy không bị sao, máy này không bị sao nhé. Rồi, mã số 23 giá 300. Con này mã 23 giá 300k. Tay quay thì các anh siết ở đây nè. Siết ra là nó sẽ gặp được tay nha. Con tiếp theo size tầm 6.000 đây. Đây một con DOB SX4M. Bạn Kodia xuất Nhật nhé. Thân cũng là hợp carbon, hợp kim. Thân là thân nhôm. Cối là carbon. Vòng tua máy khá cao 4.1, số cước số 5 209, 6 204, 7 200m, mô bin sống. Kẹt cước thì tốt rồi. Lăn cước sáng mượt đẹp, tay quay đổi được trái phải. Một chiều chốt chặn đây. Ok cho mình. Hai chiều này. Đấy, quay nhẹ các anh nhé. Và mã số là 24, giá là 320.000. Mã 24 giá 320 ạ. Rồi con máy tiếp theo là con máy cối nông mô bình tĩnh nha. Đây là một con quạng Shimano, Shimano Aero 5.000. Con này hàng nội địa Nhật Bản. Cối của nó là cối tĩnh nha. Cối tĩnh và size thực là 5.000 luôn. Đây.
Con này thì số cước của máy sẽ là số 5, 200m. Tay quay đổi được trái phải nhé. Đây là con ốc này. Lấy tuýt tháo ra, đổi tay. Tay quay trái phải, máy nhật. Gạt cước thì rất là tốt. Lăng cước to, sáng bóng đẹp. Con này thích hợp cho các anh câu đánh bạo lực thôi. Đánh lôi cá trực tiếp về. Và không có cho nó vô mấy cái bụi. Con này đánh đánh mấy cái gần nó ok nha. Nó không cho nó vô mấy cái gần đá. Nó làm đứt dây. Đấy. Rồi, hai chiều đầy đủ luôn. Và máy này ngoại hình còn đẹp nữa. Em mời anh xem. Hoạt động tốt, ngoại hình đẹp. Mã số 25 giá 350.000. Mã 25 giá 350.000 cho con máy carbon này. Tay quay kim loại Shimano. Tiếp theo là một con máy câu bè nhá. Một con Daiwa Kodonet SD10RL. Con này máy câu bè cho các anh thích hợp câu bè, câu tôm, câu trở máy nha. Con này thì tay quay một tay bên phải. Máy Daiwa nội địa Nhật Bản. Ở đây nó có giắc cước. Quay trúng giắc cước, nó giắc cước ở bên trong nó cứng ca nhá. Rồi, tháo ra sau. Thì con này có cả hai chiều và một chiều chốt chặn. Xả cước đầy đủ nhá. Câu đầy đủ luôn. Mã số là 26, giá là 100.000. Mã 26 giá 100k. Có núm sùi bùn đây nhá. Máy nhỏ nhưng mà có núm sùi bùn. Rồi, 27. Là một con máy nó giống như cái con số 2 nè. Đây, con này là một con của hãng Shimano, Shimano Titanus GT1000. Hàng nội địa Nhật Bản nha, Shimano Japan. Nó cũng có cái đồ đo thông số luôn. Nè, em mời anh xem. Đấy. Cái đồng hồ nha. Bấm về số 0 nè. Một chiều chốt chặn có đầy đủ. Con này là loại cho các anh đánh dít được. Có xả cước đầy đủ luôn. Đấy. Núm sùi bùn thì nằm ở đây. Tay quay kim loại, tay cầm núm gỗ. Đấy. Ở đây có sao bốn cảnh nha. Sao bốn cảnh. Lăng chi cước thì vẫn còn ok. Đấy. Cái nút này thì nó hơi cứng nha. Hơi cứng một tí xíu. Đây. Rồi. Mã số là 27, giá 200. Con này mã 27, giá 200.000. Quay mượt mà và dùng còn tốt. Hai mươi tám là một con Ryobi, vòng tua là 4.6 nha. Con này Ryobi Chai Master, cũng là thuộc dạng dít và câu bè rồi này. Đấy, canh câu bè, con ngâm đồ á nhá. Con này máy nội địa Nhật luôn, Japan. Mã 28, một chiều chốt chặn đây. Đây là cái chốt chặn này. Đấy, đây là hai chiều. Con này có nút xả đầy đủ luôn, có núm sùi bùn. Đấy, lăng chi cước đây. Máy nội địa Nhật Bản, máy toàn thân là carbon, tay quay kim loại, Ryobi. Mã số là 28, giá 290k. Mã 28 giá 290. Thuộc dạng câu dít, câu bè, câu ngâm nè. Máy ngang nhá. Tiếp theo một con máy đánh biển nè, ngồi thuyền đồ đánh biển nè. À, đánh ngâm luôn, đánh ngâm ở dưới nha. Olympic trong 61, hàng nội địa Nhật Bản. Một chiều chốt chặn có. Đấy. Cối của nó còn đẹp luôn. Có sẵn ít dây dù BE và có nút xả đầy đủ nha. Đây có nút bật tắt tiếng kêu nè. Để coi, nút bật tắt này nó bị lỏng rồi nha. Nó lỏng rồi. Và ở đây có núm sùi bùn của nó. Mã số là 29, giá là 220. Con máy có biển này mã 29 giá 220 nha. Tiếp đến sẽ là con máy khủng ngày hôm nay đây. Con này to lắm cả nha. Các anh đợi em lấy cái dây thước em đo. Con này khủng lắm. Rồi, con này size của nó em đo cái thân của nó là 11 cm nha. Ngang của nó thì cũng tầm là 12-13 này, tầm 13 rồi này. Còn đứng của nó là tầm là gần 10 cm nhá, gần 10 cm. Con máy to của hãng Olympic. Con này là một con Olympic Seaman, chạy mấy bạch đạn đây. Không biết chạy bao nhiêu bạch đạn nè, xóa mờ tên rồi, chữ rồi. Chạy bạch đạn bên trong máy nha. Siemens GX 6000, con máy to. Máy carbon nha, máy carbon. Đây, nó đang cứng ra nha. Các anh về bảo dưỡng giúp em. Em không biết sửa đâu. Đấy, máy sao em bán vậy luôn. Máy này hoạt động tốt là giá cao lắm á. Rồi, Olympic nha. Ngoại hình ok. Chắc cũ luôn, máy to. Cho các anh về tự bảo dưỡng, tự mài mò nha. Có nút đầy đủ luôn nè, mấy cái núm này đây. Đấy. Dùng được nè. Đúng này cứng luôn nè, để lâu hết, cứng hết nha. Rồi, mã số là
30 giá máy là 400. Con này mã 30 giá 400.000 nha. Đấy, giá bảo dưỡng cực kỳ tốt cho các anh luôn. Có đồ đắt đồ các kiểu này. Tay quay ok, tay quay không cứng. Olympic. Rồi, mã cuối cùng nha. 30 giá 400.000. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và lượt đăng ký nha. Chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Em chúc các anh đi con may mắn. Xin chào tạm biệt.